Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với LC, thiên đường quần jean nam cao cấp. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua với mọi người một chút về cái kho hàng của bên mình. Hiện tại thì LC đang là tổng kho quần jean nam hàng đầu tại miền Bắc mọi người nhé. Bên mình thì có đầy đủ kiểu dáng như ống suông, ống côn, ống đứng. Với cái màu sắc thì rất là đa dạng, những cái màu rất hot như là màu xám, rồi màu tro, màu trắng, rồi những cái màu tràm rất là đẹp. Thậm chí là cũng có những cái màu sắc như là màu xanh nhạt, rồi những cái màu xanh đậm, những cái màu xanh rất là đẹp như thế này. Đấy, cái màu xanh rất là hot trong năm nay mọi người nhé. Rồi, về form quần thì được thiết kế rất là vừa vặn với người Việt, đảm bảo mặc lên là rất là chuẩn dáng và rất là đẹp. Chất vải cao cấp, mình thì bảo hành là không phai màu, không sờn chỉ, không xù, không nhăn. Với mẫu mã thì đa dạng và luôn là những cái mẫu mới nhất, đủ các thể loại luôn ạ, quần lành, quần rách, quần vá, rồi thì vẩy sơn, rồi thì logo, rồi thì kẻ viền, nhìn chung thì rất là nhiều mọi người nhé. Bên mình thì tất cả những cái loại quần nào mà đang hot nhất trên thị trường thì LC đều cập nhật rất là nhanh và kịp thời. Ở đây là cái kho hàng thứ hai của bên mình. Đấy, nếu mọi người muốn nhập sỉ hoặc là mua lẻ thì mọi người có thể truy cập vào trang web lc.com hoặc là liên hệ theo cái số Zalo là 0934848481 mọi người nhé. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.